Thưa quý khán giả, người Việt có câu mùng 4 chợ ma, mùng 3 chợ người, nên ngày mùng 3 Tết thì nhiều tiểu thương và người dân đã chọn đi chợ như một hình thức để cầu may mắn. Những phiên chợ vào đầu năm mới thì thường không nhộn nhịp hối hả như là những phiên chợ cuối năm, đặc biệt là tại các chùa quê. Người dân thường đến chợ từ mùng 3 để mua sắm những lễ vật cúng ông bà và cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Còn với người dân ở xứ sở cao nguyên như Đà Lạt, không khí phiên chợ đầu năm có gì đặc biệt? Mời quý khán giả cùng theo dõi. Nhiều người quan niệm mùng 3 đi chợ không chỉ cầu mong may mắn, thỏa mãn nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn, mà đây còn là thời điểm các gia đình chuẩn bị cho mâm cơm, cúng tiễn ông bà tổ tiên. Do đó, những mặt hàng như thực phẩm tươi sống, trầu cao và hoa cúng được ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, nhiều người lựa chọn mua muối để cầu may mắn trong dịp năm mới. Những năm gần đây, do chợ thường mở cửa sớm nên các mặt hàng không biến động nhiều so với ngày thường. Người dân có thể dễ dàng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho gia đình. Điều đặc biệt trong buổi chợ đầu năm là không khí mua bán rất thoải mái và dễ chịu. Người bán không nói thách, người mua cũng không kỳ kèo trả giá bởi vì ai cũng mong muốn mua màu bán lẹ. Cùng với đó là những nụ cười tươi tắn, lời chúc bình an may mắn trong năm mới, hứa hẹn một năm mới yên bình, ấm no hạnh phúc với mọi người khi đến chợ Đà Lạt những ngày đầu năm Kỷ Hợi này.